Ok, hello anh em nhé, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Sẽ có rất nhiều anh em thắc mắc là tại sao dạo gần đây tôi lại ra nhiều video clip đến như thế. Thì tối nay tôi giải thích nha anh em nhá. Đấy, còn lý do tại làm sao mà không giải thích luôn ở trong cái video buổi chiều đi mà lại phải đến tối. Bởi vì là thực ra là bây giờ cái tầm này nó sắp đón con rồi. Đấy, nên là tôi không thích giải thích nhá. Đến cái giờ đón con rồi nên là thôi, đánh nhanh nhanh chóng chóng rồi đi đón con đã. 4 giờ rồi, 4 rưỡi là phải đi đón. Đấy. Thế nên là nhanh thôi, nhanh anh em nhá. Trận này thì nói chung là tôi cũng sẽ cố gắng tôi chơi nhanh nhất có thể. Để xem chơi cái gì. Thường là những cái bộ nhanh là thường nó sẽ là gì? Cái bộ Saman. Thì trận này không có Saman con mèo ấy, nhưng mà chúng ta cũng có thể chơi được Saman. Đấy. Cái bộ thứ hai mà nhanh nữa là cái bộ gì? Chúng ta có thể chơi Beat. Trận này có ngộ không có thể chơi Beat. Và cái bộ thứ ba thì chúng ta đẩy nhanh cái tốc độ trận đấu. Nó sẽ là cái bộ Feather. Chính xác. Ok nhá anh em nhá. Vậy là chúng ta có 3 bộ lựa chọn trước khi tôi đi đón con. Hôm nay nói thật với anh em là buổi sáng tôi cũng khá là bận, nên là tôi không ra là clip. Đấy, không chơi được. Buổi chiều thì mới có thời gian chơi. Ui nó ra nhiều thỏ này. Tôi vẫn đang có ý định là tôi sẽ mua Saman. Rồi chơi tạm này vậy. Lại gấp cái búa set này. Cái búa set để đánh Saman có được không thì cũng được nhưng mà nó không mạnh. Ở đây lại có Shadow này. Hay là Feather, 9 Feather Fake nhỉ. 9 Feather Fake đánh cũng khá nhanh đấy anh em ạ. Rồi giờ tôi chốt đổ đã. 9 Feather Fake thì là chúng ta có thể tăng tốc độ trận đấu. Cái đồ này thì chưa dám lấy cái gì. Nhưng mà nếu mà lấy thì có thể là tôi sẽ lấy cái ngọc, cái viên tinh thạch sinh lực. Rồi lấy đi. Cái giáp bây giờ cái meta này nó không chơi giáp anh em ạ. Cái vấn đề là thế. Đấy, tôi chia sẻ anh em rất nhiều cái meta này, meta Witcher. Chúng ta lấy giáp ấy là chúng ta đã coi như là bị phế một món đồ. Rất là lãng phí. Không lấy anh em nhá. Cứ là băm vào, nếu mà anh em muốn thủ ấy, đồ thủ thì anh em băm vào máu của tôi, băm vào cấm đánh. Đấy, còn nếu mà anh em muốn là gì, là đánh đồ công ấy, thì anh em lấy đồ tốc đánh với lấy đồ đam thôi. Đấy, bình thường, đồ công thì vẫn bình thường. Còn đồ thủ thì không lấy giáp, tôi bây giờ tôi không lấy giáp. Rồi 3 Hunter này. Thực ra nhiều khi mình muốn chơi một cái bộ nào đấy nhưng mà nó lại không ra. Thế thì mình lại phải xem đã. Nhưng mà chưa thấy con beat nào. Ở đây có một con beat này. Nhưng mà tôi muốn up cấp. Ở đây chúng ta vẫn có thể mua con beat này. Từ từ đã nha. Cho con beat để vào ngon hơn này. Hunter thì 9 Hunter đúng không? Ở trận này có tên Tsunami nhưng mà anh em ạ. Tôi không chơi 9 Hunter khi mà nó không có con máy bay. Đấy. Tôi đã rất nhiều lần tôi có chia sẻ với anh em về cái vụ 9 Hunter rồi. 9 Hunter để mà đánh ở top 1 mà không có máy bay ấy, nó rất khó. Đánh nó rất là đau đầu. Từ từ đã. Trận này chắc chắn tôi không chơi 9... nhìn mẹ ra full lần nó chơi luôn. Nhưng mà không anh em ạ, tôi không chơi full lần đâu. Trừ khi có anh em yêu cầu thôi nhá. Không chơi Witcher. Bây giờ tôi không bao giờ tôi chơi Witcher nữa. Trừ khi là có anh em yêu cầu tôi chơi cái bộ đấy thì tôi mới chơi. Đấy, còn tôi khẳng định với anh em luôn là tôi sẽ không chơi Witcher. Tôi sẽ không chơi cho đến khi mà nó update nha anh em nhá. Nó update, nó thay đổi. Nó cân bằng lại thì tôi chơi. Còn bây giờ không chơi. Đấy. Rồi. Chính ra nhá. Chơi Feather trận này rất ngon luôn. Có 2 con 5 đô ở trong cái bộ truyền thuyết anh em ạ. Squire này. Xong rồi lại còn có cả Sailing Assassin nữa. Thì rõ ràng là nếu mà chúng ta chơi Feather nó có một cái lợi thế rất lớn trong cái bộ truyền thuyết đấy. Thường là những cái con truyền thuyết nó là con 5 đồ trong bộ nào thường là sẽ cái bộ đấy nó sẽ rất là mạnh. Ui ra 2 con sâu này. Nhưng mà thôi từ từ đã. Con này nó không phải là cái mà chúng ta lấy sớm được. Nó quá tốn tiền. Ốc này. 3 Assassin. Ok.
ba assassin kẹp với cả mech để chúng ta vừa có goblin vừa có công nghệ chúng ta roll này. Ở đây có con heo nữa. Trong cái khoảng thời gian đầu này, tôi muốn tìm một cái con co. Một cái con co ở trong một cái bộ nào đấy. Ví dụ Shadow Killer thì có thể chúng ta chơi 9 Feather đúng không? Còn nếu mà ốc thì chúng ta có thể chơi 9 Assassin. Nói chung là nó có một cái con co đấy mà nó có thể rõ ràng hơn đấy. Hoặc là ra một con kiểu con gấu ấy thì tôi chưa biết ấy. Nếu mà ra gấu hoặc ra cáo, ra sâu nhiều khi ôm sớm ấy nó tốn tiền lắm. Chưa chắc nó lên được 2 sao. Dominator này. Ui rồi ơi, thôi được hợp lý rồi. Bỏ qua con sâu nó lại quá là hợp lý luôn anh em ạ. À. Ok. Trời ơi, đó, chúng ta cần là cần nhắm đến những cái con như này này anh em này. Chúng ta cần nhắm đến những cái con này này chứ không phải là nhắm đến một cái con hai cái con sâu đâu. Trừ khi là con sâu đấy nó cho tôi ba con một lúc thì tôi mới chơi. Đấy, còn bây giờ ok rồi, hợp lý rồi. Thế thì là chơi chơi gì? Chơi Feather nha anh em nhá. Feather này, Feather ra rồi này. Đấy. Chơi Feather đi, không chơi Assassin đâu. Mặc dù con này nó ở trong bộ Assassin nhưng mà không anh em ạ. Bởi vì làm sao? Cái bộ Assassin ấy thì nó đẩy chậm lắm. Tôi mặc dù nó mạnh nhưng mà nó đẩy chậm. Tôi cần là tôi phải kết thúc sớm trong vòng khoảng đâu đấy khoảng 22 hiệp nữa anh em nhá. Cho tầm đấy thôi chứ còn không muốn là kéo dài trận đấu. Chuyện này tôi chơi phe giờ đấy. Đấy, ui dồi ôi, nó hợp lý luôn anh em ơi, hợp lý rồi. Chọn đúng nền văn minh rồi đấy anh em ạ. À. Thế là chúng ta chọn đúng nền văn minh rồi đấy. Công nghệ mech nó đã giúp tôi có thể là lấy được cái chuôi đến tận bây giờ. Quá tuyệt vời. Bây giờ là fake hay là real? Bây giờ chỉ là fake hay là real thôi. Fake hay là real đây? Fake hay là real anh em ơi. Bây giờ ra Grim cái là chốt là fake luôn. Còn nếu mà bây giờ nhá mà nó không ra ấy, thì tôi sẵn sàng tôi đẩy cấp tôi chơi real. Bởi vì làm sao trận này ấy, chơi real quá mạnh anh em ạ. Trời, nói thật với anh em là trận này chơi real quá mạnh luôn. Assassin hàng real. À quên, Feather hàng real. Hai con 5 đô Squire Styling Assassin. Chơi hàng real của chúng ta có thể kẹp Assassin. Chúng ta có thể kẹp Loon. Và chúng ta có thể là kẹp Kira ở late game. Đó là những cái mà Celesi nó mạnh nhất ở trong game vào giai đoạn late. Chứ còn đánh fake thì late game nó lại hơi đuối ấy, anh em ạ. Late game hơi đuối. Nhưng mà real thì khác. Real late game nó có Kira nó đã khác hẳn rồi. Đây rồi. Đủ ra. Thiếu một con Feather nữa anh em ạ. Hàng Rill là có một cái hay là nó còn kiểu nó kẹp được cái con rồng ấy. Cái con rồng mà 3 đô ấy. Con đấy nó cũng counter mấy cái con đánh tay khỏe phết ấy. Thế nên là chơi Rill nó vẫn mạnh hơn. Chơi fake thì không có slot cho con đấy. Slot 7, slot 8 thì đều có hết rồi. Slot 7 thì cho con Doom. Slot 8 thì có thể kẹp thêm con Zersaw hoặc là con súng. Nếu mà chơi core là con Shadow ấy. Thường là slot thứ 8 sẽ là con Zersaw để có thể tung trưởng sớm. Quẹt mực sau đó thì combo với cả Doom, combo với cả cả tên của thỏ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi hàng hàng Rill ấy thì chúng ta sẽ có là những cái slot dành cho những con dạng như kiểu con Squire hay con rồng nó counter rất nhiều đội hình. Bình thường trong một cái bộ Feather Fake ấy là chắc chắn buộc phải có là con cây rồi. Con cây 3 đô là phải có, là nó là tăng cơ ở phía trên. Và buộc phải con thỏ. Hai con đấy là bắt buộc. Và thường là bây giờ là nó sẽ kẹp thêm một con Shadow. Thì bây giờ tôi là có Shadow rồi thì tôi chắc chắn là có là con Shadow rồi.
Vậy là sẽ không có những cái slot cho con Fear khác, kể cả là con Wing. Tôi sẽ không lấy con Wing đâu. Nếu mà tôi chơi chơi Fear Fact thì tôi sẽ không lấy con Wing, mà thay vào con Wing ấy, tôi sẽ lấy là cái con anh em biết là con Thunder Spirit, là nó, cái con đấy là cái con là ok hơn. Bởi vì làm sao cái con đấy ấy, nó sẽ gây đam diện rộng và nó sẽ hiệu quả hơn là con Wing. Con Wing thực ra gây đam nó nhiều khi nó bắn rất là sida. Nhưng mà cái con Thunder thì nó lại xòe quạt nó lại rất là ổn. Rồi, 6 Feather cái đã này. Đấy, 6 Feather kẹp thêm một cái gì, kẹp thêm một con Unicorn để có thể là hồi máu. Trên này có cả Phong Vũ này là cũng ngon này. À, nếu mà ra Phong Vũ như này thì khả năng là chơi Ryu luôn đi nhỉ? Ừ, thôi được rồi. Tôi sẽ pick vào tôi chơi Ryu nha anh em nhá. Tôi pick vào tôi chơi Ryu luôn. Dù sao thì nó cũng ra khá nhiều Feather đấy. Hiện tại chúng ta ở đây là nếu mà mua thêm con Phong Vũ là chúng ta đã có 7 con rồi. Vậy là thêm 2 con nữa thôi là chúng ta đã có 9 Feather. Với tốc độ trận đấu như này, giữ được chuỗi như này thì cái việc mà chúng ta lên được 9 Feather nó cũng sẽ sớm muộn thôi. Round 21 mà lên được 9 thì khả năng là sẽ kẹp 9 Feather Ryu ở round 21. Lúc đấy thì đẩy sẽ rất là căng đấy. Rồi, quá tuyệt vời. Chưa thằng nào ăn được luôn. Chỉ vì là làm sao? Chỉ vì là ra được cái con Shadow 2 sao. Và nó đang đứng ở trong cái bộ của nó nên nó rất mạnh. Nó đang đứng ở trong cái bộ 6 Feather. Cái con này ở trong cái bộ Feather thực sự mạnh luôn. Cái lý do tại làm sao mà nó mạnh, anh em sẽ bảo là cái bộ Feather này gặp bộ Hunter thì đứt điện đúng không? Có nào chơi Hunter không? Có một thằng nhưng mà chưa đủ 6. Chưa đủ 6 thì vẫn vô tư. Bao giờ 6 Hunter kẹp đỏ thì mới tính tiền. Còn nếu mà đánh ở level 6 ấy thì không có vấn đề hết. Bao giờ cái bộ Hunter ấy nó lên 7 đấy, nó lên level 7 sau đó nó kẹp vào đỏ thì còn hơi sợ một chút. 6 Feather này nó sẽ sợ 6 Hunter. Nhưng mà đấy là 6 Feather nhá. Còn tí nó lên 9 Feather thì nó lại không sợ 6 Hunter đâu. 9 Feather thậm chí là còn không sợ cả 9 Hunter cơ, chứ còn đừng có nói là 6 Hunter. Đấy, 9 Hunter giờ nó không mạnh đâu. Không mạnh đâu anh em ạ. Nó chỉ mạnh như nó lên 10 thôi nhá anh em nhá. Còn ở 9 ấy, full 2 sao vẫn chưa là gì. Nó vẫn yếu. Rất nhiều trận đấu tôi đã chứng minh cho anh em thấy là đủ bộ nó vẫn bay màu như thường. Ui thằng này có vẻ hơi mạnh đấy nhá. Thằng này là gì? 6 Warrior. Nhưng mà mới có 6 con thôi cũng không sợ. Vô tư. Vô tư bạn ơi. Ua em đau này. Ua em đau phết đấy. Nhưng mà vào bẫy rồi. Dính trưởng tên. Sao? Đẩy một đống máu luôn. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Hợp lý, anh em biết cái gì hợp lý không? Không phải là cái con thỏ đâu. Không phải là cái con thỏ đâu anh em ạ. Con thỏ lên 2 không phải là cái sự hợp lý mà tôi muốn nói. Cái sự hợp lý là như nào thì cái này phải tinh tế mới biết được. Đấy, đây là một cái pha xử lý của top player anh em nhá. Nhưng mà tôi chưa nói với anh em đâu. Tí nữa cho anh em bất ngờ. Trêu anh em tí. Nhà cho anh em bất ngờ một phen. Cái này là giải thích là tại sao ấy mà tôi lại lúc nào tôi có chuỗi thằng này 6 Hunter này, nhưng mà đánh ở level 6. Đánh ở level 6 thì không tính tiền anh em nhá, phải lên 7 kẹp đỏ vào mới tính tiền. Đánh ở level 6 thì vô tư anh em ạ. Cái bộ Feather này có một cái hay là nếu mà anh em chơi có ấy là con Shadow để anh em không bao giờ anh em sợ Hunter cả. Bởi con Shadow này nó tiếp cận vào hàng Hunter đằng sau và nó đấm chết hết. Mà nó không sợ là bọn Hunter nó dí vào. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Nên là tôi mới nói là cái bọn 6 Hunter nó không tính tiền, trừ khi là kẹp đỏ. Rồi, tí nữa tôi sẽ nói cho anh em biết là lý do tại làm sao mà tôi nói nó là hợp lý. Đấy, tôi có chia sẻ với anh em là cái điều mà tuyệt vời mà vừa nãy tôi có thốt lên. Tôi lên 8 và tôi sẽ trình bày cho anh em ngay lập tức bây giờ nha anh em nhá. Người tinh tế mới biết. Người tinh tế là biết rồi đấy. Người tinh tế là biết rồi. Và không phải tự nhiên mà tôi đã nói là tôi chơi 9 Feather mà tôi vẫn để một đống cái thứ ở dưới này đâu. Tất cả nó đều có nguyên do của nó anh em ạ. Đấy, nó phải đánh chơi, nó phải tinh tế từng round một.
khi mà bật bảng lên ấy là phải nhận thấy có một cái gì đấy mà nó hơi khó nhằn, cái là chúng ta phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị thậm chí là không ai biết là tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi cơ. Ok. Đấy rồi, ra sau tôi sẽ trình bày luôn cho anh em, không phải nói nhiều. Đồ này chưa chín phe giờ thì có thể chúng ta lấy giáp xoay ngon. Nhưng mà tôi lại vẫn cần là cái gì? Cần một cái chống hồi máu. Đấy. Đây là tôi ghép chống hồi máu đã. Tính trước. Rồi, lên 8. Đây anh em ạ. Đây nha anh em nhá. Đây. Rồi, ok nha. Ngoài. Đây. Đấy. Xếp cái này luôn nha anh em nhá. Đấy. Không nói nhiều. Ok nhá. Được chưa? Chưa gặp à? Rao sao? Rồi ok. Ăn được chưa? Đương nhiên là thằng này ăn được rồi. Nhưng mà cái tôi cần nó chính là cái rao sau đấy anh em. Càng đấy, nhìn là thấy là càng rồi. Rồi, rao sau là gặp cái thằng top 2 đấy. Ok. Anh em phải tinh tế vào. 9 assassin đấy anh em ạ. 9 assassin form được đủ bộ. Từ cái rao mà tôi soi bảng rồi. Cái rao trước tôi đã thấy là 9 assassin kẹp ốc 2 rồi. Nên là tôi đã chuẩn bị trước để đến rao này tôi gặp nó. Cắt chuối của nó. Thế là chúng ta vừa giữ được chuối, chúng ta vừa cắt được chuối luôn. Trời, và anh nó tinh tế như thế cùng. Nói thật với anh em là cái này. Đây, anh em ơi, gặp rồi. Cái này nó phải kinh nghiệm chiến trường, nó phải bao nhiêu lâu nó mới được cái này đấy anh em ạ. Không phải tự nhiên mà được cái này đâu. Đấy, ốc coi như bây giờ ngồi ôm cột. Quá là như là perfect luôn. Tuyệt vời anh em ơi. Mày đây rồi. Nó vẫn khỏe lắm anh em ơi. Kẹp cọc rồi, chuẩn rồi, vẫn khỏe nhỉ. Mày, ui rồi, tí nữa thì mất chuối. May mà kẹp được cọc vào cái rau đấy đấy anh em ạ. Trời, tôi phục tôi quá đi mất thôi anh em. Trời, phải nói là nó gọi là tham minh chuẩn đến từng rau luôn. Ok nhá. Thế là chúng ta lại bắt đầu giữ được cái chuỗi này. Anti thì cứ bảo là may mắn. Dã man, lên 9 thôi. Kẹp thêm 3 assassin. Để xem mà tôi giữ cái chuỗi này đến bao giờ anh em nhá. Riêng cái pha như thế nó đã khác biệt rất là lớn rồi. Có thể nếu mà là một cái người khác ấy, vào tay một người khác thì có thể cái đao vừa rồi đã mất chuỗi rồi. Đấy, câu chuyện nó xảy ra nó sẽ khác. Đấy. Mất chuỗi cho cái thằng 9 assassin và có thể nó sẽ lên con ốc 3 sớm. Còn nếu mà mất chuỗi cho tôi thì cái câu chuyện nó là cái con shadow của tôi nó sẽ lên 3 sao. Đó, nó khác biệt ở cái chỗ đấy. Giải thích tại làm sao mà tôi lại có thể là giữ chuỗi lâu như thế. Tại sao mà lại chơi top 1 nó dễ dàng như thế. Cảm giác không có đối thủ ở trong game. Đó vấn đề là sự tinh tế. Tinh vi quá nhỉ. Dã man. Trận này có vẻ hơi lổ. Thôi lại trở về mặt đất thôi Tuấn ơi. Bây giờ thì nói chung ấy là anh em yên tâm. Tôi soi cái bảng này kỹ lắm anh em ạ. Bật bảng lên không phải là để cho vui nha anh em nhá. Bật cái bảng này lên này là để làm thông tin vào phân tích, chứ còn không phải là cho vui đâu. Vậy là trận này nhá, chúng ta có cả Exit. Có Exit à? Có Exit thì cũng hơi sợ đó nha. Chúng ta không sợ Clay, chúng ta không sợ những cái bộ như là 9 Sin. Nhưng mà chúng ta khá sợ cái bộ Exit đấy nha. Nên nhớ là cái bộ Exit này là cái bộ mà đánh ở 10 là nó là 6 Exit kẹp với cả 6 cung ấy, là cũng khá đáng sợ đấy nha. Ôi anh em ơi. Hàng riu rồi.
Đủ bộ chưa? Thiếu một con. Lấy mà giữ Line Blade Line là đủ rồi đấy. Nhưng mà tôi không có chơi Line Blade Line. Tôi chơi rồng cơ. Để từ từ xem bây giờ check lại bảng một lần nữa anh em nhá. Để chúng ta xem là đối thủ là bây giờ là như nào rồi. Vậy là có hai thằng chơi Clay, hai thằng chơi Warrior. Thằng 9 Assassin này vẫn là cái thằng đáng lo nhất này. Và chúng ta xuất hiện thêm một thằng chơi 9 Hunter nữa anh em ạ. Có một thằng là nó đã khá là giống như là đang form về 9 Hunter rồi. Hiện tại cái thằng 9 Hunter nó đang có một cái lượng máu cũng không phải là nhiều. Không biết là nó có form đủ và nó có lên được 10 không. Nếu mà nó không lên được 10 thì chúng ta không có cái gì phải lo lắng cả. Cướp điên này. Ui ngộ không này. Quá tuyệt vời. Bây giờ áp cấp cho ngộ không vào à? Không. Không phải vội như thế. Không phải chơi vội đến cái mức độ mà cho ngộ không vào ở trong level 10. Thế thì vội quá. Level 10 đang 21 là vội quá. Không lên. Chúng ta có thể là chúng ta sẽ bỏ con ốc ra, xong rồi cho con ngộ không vào, thì tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý. Đấy. Nếu mà chấp nhận là hy sinh cái bộ Assassin. Nhưng mà mất Assassin tôi nghĩ là nó yếu đấy. Nó không mạnh đâu. Còn cỏ tôi nó phải kích thêm một hệ Assassin thì nó mạnh hơn. Anh em thấy không? Một chém rất đau. Gặp thằng này. Ui, bạn ơi. Bây giờ tôi có xin rồi nhá. Đấy, cửa phát chết ngay con ốc. Vẫn giữ được chuối mà dù gặp đối thủ mạnh. Hay quá nhỉ. Cái con tư tế không mua nữa nha anh em nhá, mua thế thôi. Đây rồi. Đủ 9 phe giờ. Rồi, rồi, cho 9 phe giờ vào luôn. Đấy, đánh ở level 9 thôi. Đánh level 9 roll đã anh em ạ. À. Tôi không lên 10 đâu. Tôi phải roll ra con Shadow 3 đã. Lên 10 làm gì vội đâu. Vội làm gì. Không cần phải vội. Bây giờ cứ roll mấy cái con Feather lên 3 sao đã. Xong rồi tính sau. Bây giờ chúng ta mạnh rồi. Chúng ta có quyền. Đây rồi. Ui, quá tuyệt vời. Rồi. Đấy. Thế là chúng ta đã đủ bộ Ryu nha anh em nhá. 21 mà đánh 9 Feather Ryu này là mạnh lắm anh em ạ. À. Mạnh lắm luôn. Nhất là trận này nha, nó không có. Ôi chết rồi. Thằng này nó blink vào đúng cái vị trí này. Căng quá nhở. Nhưng mà Shadow vẫn sống. Shadow vẫn sống thì mày chết. Ok, Shadow vẫn sống thì có thể ăn được. Nên nhớ là tôi có một cái con cây 3 tiền ở phía trên. Nó rất trâu. Trời ơi anh em nhìn này. Mặc dù nó blink đúng chỗ ở đấy, nhưng mà anh em thấy không? Trời, đẩy một đống máu luôn, thằng này sắp đi rồi. 25 máu. Chúng ta vẫn tiếp tục roll thôi. Thôi linh hồn ánh sáng thôi anh em nhá. Không có slot đâu. Đây rồi. Ui tuyệt vời luôn. Cứ đưa cái bọn này lên 3 sao đã anh em nhá. Đưa hết Drui lên 3 sao đã rồi tính. Quá tuyệt vời. Cần thêm con cây 3 tiền lên 3 sao thôi. Đấy, con Line Blade Line thôi. Bỏ đi. Chúng ta đủ bộ 9 phe giờ rồi, không cần Line Blade Line. Tí nữa ra con Sailing Assassin thì tôi sẽ bỏ cái con có thể là Tabu hoặc là Thỏ. Một trong hai con đấy. Khả năng là tôi sẽ bỏ Tabu. Trời ơi anh em ơi, anh em thấy không? Chỉ một cái pha tinh tế ở giai đoạn giữa game thôi mà tôi có thể giữ chuôi đến bây giờ và tôi áp đảo đối thủ luôn. Anh em ạ, có khi là 100% máu đến hết game không? Có bao giờ 100% máu hết game được không? Anh em có tin không? Dã man. Sailing Assassin. Ui giời ơi. Ra được Sailing Assassin rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi, dồn đồ cho Sailing. Đương nhiên rồi. Kể cả là một sao thì vẫn mạnh hơn là Shadow. Tôi pick thêm Assassin nhá. Lên 10 kẹp thêm Assassin. Shadow Crueler nó chỉ mạnh hơn khi nó lên 3 sao thôi anh em ạ.
Đấy, còn Sailing Assassin thì nó ở trong cái bộ này nó nhây lắm, khỏe lắm anh em ơi. Nên là một sao vẫn là uy tín hơn. Rồi mấy thằng Clay này thì không tính tiền anh em nhá. 9 Feather thì sợ gì bọn Clay ở đây. Clay này làm sao mà nó có thể là dẹp được mấy cái con Feather ở đây. Bóng gọi ra liên tục, còn gọi ra cả đệ, gọi cả đệ cây này thì còn lâu nó mới có thể là tiêu diệt được. Chưa tính đến cái việc là Squire liên tục giã trưởng Thái Dương Hạ San vào giữa đầu. Ui rồi ôi. Nó gọi là cú Thái Dương Hạ San xuyên giáp luôn đấy anh em ạ. Nói chung là counter chặt rồi. Có Squire trong đội hình này, có con Sailing vào rồi thì không bao giờ có thể ăn được luôn. Hai con 5 đô, kể cả là một sao. Nó quá mạnh anh em ạ. Đấy rồi, cơ sở lên được 3 sao đấy. Phong Vũ lên được 2 sao rồi thì cho vào thay thỏ thôi anh em ạ. Thực ra con thỏ và cái con tabu ấy, hai con đấy nó có vai trò, nó cũng tùy vào đội hình. Giữ con nào thì nó phụ thuộc vào xem là đội hình của đối thủ. Nhưng mà trong trận đấu này tôi nghĩ là cái con thỏ là cái con có hiệu quả hơn so với con tabu. Con tabu ấy nó gặp những cái đội hình nhiều demon thì chơi con này thôi. Chúng ta chơi thỏ, chúng ta counter vào những cái con đứng ở vị trí góc của đối thủ. Trận này có khá nhiều con đứng góc dạng kiểu 9 Hunter là cũng là cần phải có con thỏ. Hay là những con kiểu Exorcist kẹp với cả 6 cung ấy. Đấy. Ok. Cú set. Rồi. Cây lên được 3 sao nữa này. Luôn tiếp. Kiếm con Shadow 3 đã anh em ạ. Rồng à. Quên mất, sao mua con này. 2 sao rồi thôi, bỏ đi anh em nhá. Không có lên 3 sao, cái con đấy không lên 3 sao. Tiền để dành cho Shadow thôi. Cái bộ này đẩy nó cũng ác lắm anh em ạ. Anh em nghĩ là tôi có thể kết thúc trận đấu trước round 30 không? Khó đấy. Nhưng mà nếu mà lên khoảng là 32, 33 thì tôi nghĩ là được, có thể được. Đội hình này là đội hình đẩy cực kỳ kinh khủng luôn. Nó còn đẩy còn nhiều hơn là cái đội bộ 9 Feather Fake cơ. Do là có cái con cây nó gọi đệ đã. Thêm một con cây gọi đệ là nó đẩy nó rất là kinh. Gặp 9 Assassin này. Nhưng mà bạn ơi, ôi ôi, úp lông. Đây là cú bóp rồi. Đấy là một cú bóp thôi. Đấy là cú bóp thôi. Chỉ cooldown để tôi gọi thêm một lần đệ nữa. Xong rồi. Ok bạn ơi. Đây rồi. Đấy lần lượt bọn nó ra đi rồi này. Ơ kìa, Shadow từ lấy giờ không thêm con nào anh em ạ. Điên thật đấy. Thế là mới đều rồi lị. Lấy giờ không thêm một con Shadow nào luôn. Anh em thấy có điều không? Luôn là hơi bị nhiều tiền rồi đấy nha. Nhưng mà nói chung là cái trận này là nói chung là các bạn này, các bạn cứ sang đây. Thằng nào sang trước thì thằng đấy chết trước. Ai sẽ là cái người ra đi tiếp theo? Ai sẽ là cái nạn nhân tiếp theo? Thì đấy, nó chính là cái người ở đao sau anh em nhá. Cứ ông nào sang là ông ấy đi rồi. Đi rất nhiều máu luôn đấy. Trừ nhưng mà cái thằng có cái chống lé cuối giai đoạn này, còn tất cả đều sẽ mất rất nhiều máu. Bộ này là một cái bộ mà đẩy rất là kinh khủng. Đây rồi, 9 Hunter anh em nhá. 9 Hunter theo anh em thì có ăn được 9 Feather không? Theo anh em thì có ăn được không? Ồ ồ ồ như nào như nào? Đẩy kinh đấy, đẩy kinh đấy. Anh em thấy chưa? Đánh 9 Hunter, đánh ở level 10 rồi nhá. Vẫn không ăn được 9 Feather Fake, đánh ở level 9. Thế là anh em biết rồi đấy. Còn một con nữa thôi anh em ơi. Trời ơi. Dã man. Thế tôi mới nói là cái bộ truyền thuyết nó quyết định đến 99%. Đấy là tôi nói điêu anh em ạ, làm gì mà 99%.
Nó tinh tế là cái chỗ xếp bài nó ở counter đối thủ thôi. Chả qua là gì, là tôi tính là tôi cũng phải xem đối thủ đấy. Mấy pha mà xếp bài counter để mà giữ cái chuối, đến bây giờ thì nó ổn rồi không nói, nhưng mà đến những cái lúc mà chúng ta khả năng là mất chuối cao ấy, là chúng ta xếp được một cái quả mà lé là cái mất chuối là cũng căng đấy. Đấy, chính cái đấy đó là tiền đề để bây giờ tôi có một cái chuối 20 cộng. Đúng không anh em? Anh em có công nhận đấy không? Đấy, nên là cái gì nó quyết định quan trọng, nó chính là việc là gì? Anh em định hướng tốt, anh em lấy cái bài mà counter đa số đối thủ là một này. Thứ hai là gì? Là anh em xếp bài đến cái xếp bài nó đến tới 40% cái sức mạnh của anh em rồi. Đấy, cái chiến thắng của anh em nó phụ thuộc vào xếp bài. Thế còn cái cuối cùng ấy nó mới là đến cái truyền thuyết anh em nhá. Cái truyền thuyết tôi nghĩ là nó khoảng 20% à. 20% thôi anh em ạ. Quá ok luôn. Gì chết từng thằng một luôn. Không lấy cái cửa gì mà ăn được luôn anh em ơi. Dã man thật sự. Ok. Vớ vẩn sai linh assassin lên trước con Shadow. Úi thôi đúng thật luôn anh em ơi. Thôi xong rồi. Thôi lên 10 thôi anh em. 100% mà đến hết game. Chắc chắn rồi. 100% máu đến hết game. Khẳng định với anh em luôn. Bây giờ mới là round 29. Những cái thằng kia nó không có cái cửa bật ở cái bộ này đâu. Bộ này là một trong những cái bộ mạnh nhất. Nó gọi là ông vua ở giai đoạn giữa game. Tức là thế nào? Tức là ở cái giai đoạn mà khoảng round 20 ấy, đến round 35 là cái bộ này là vô địch. Không có thằng nào là có thể là ăn được. Không thể ấy, không thể. Mà tôi kết thúc trận đấu trước round 35 thì rõ ràng là cái bộ này là vô địch rồi. Anh em ạ, à, những cái thằng 9 assassin này kể cả lên được những cái con co lên 2 sao thì nó cũng vẫn thua thôi. Bây giờ tôi đã lên được con Sailing assassin lên 2 sao rồi thì tất cả những cái thằng này đều giạt hết anh em ạ. À, thôi thằng này đi rồi. Không thể. Nó là không thể. Ok. Anh em thấy chưa ạ? À? Nó là không thể luôn. Chắc chắn là không thể. Đấy, trận này tôi còn không có đồ Kira ấy nhá. Tôi còn không có đồ Kira ấy. Hay là tôi còn không có cái ba tia tôi kẹp lùn rồi đấy. Chứ còn tôi mà có mấy cái món đồ đấy nó còn mạnh hơn cơ. Tôi còn kẹp mấy cái đồ ấy tôi còn mạnh hơn. Đấy, nhưng mà khả năng là tôi có cướp điên thì tôi sẽ kẹp vào 3 assassin. Có cướp điên là kẹp 3 assassin vào. Đẩy hết rồi anh em ạ. Đẩy hết rồi. Còn lại hai thằng kia tôi nghĩ là một thằng Clyde thì sẽ nhây được đấy. Còn cái thằng Assassin kia thì chắc là cũng đi sớm thôi. Assassin thì làm sao mà đấm được cái bọn này đây. Nên nhớ là cái món counter và feather ấy, nó chính là cái chống lé cuối. Đấy. Thì cái chống lé cuối nó chỉ có ở trên người con co thôi. Nên nhớ là cái điều đấy. Nên là cái con co chỉ đấm được vào một con thôi. Mà cái bộ 9 feather hàng phất cái này, à, hàng riu này, nó đẻ ra bóng nó có một đống con luôn. Làm sao mà có thể đánh hết được. Những cái con tướng còn lại ấy, nó không thể đánh được ấy. Chỉ phụ thuộc vào co đánh để mà chống lé thì nó rất khó chơi. Đây rồi anh em ơi, có cướp điên đây rồi. Xong rồi. Lên 10 kẹp với cả assassin. Để mà chơi được cái cướp điên này nhá anh em nhá. Lên 10 kẹp với assassin. Quá wow, ok luôn anh em ạ. Trời. Giữ được 100% máu đến hết game. 100% máu, 50 tiền, chuỗi 22. Anti thì bảo đây là may mắn. Dã man. Anti sẽ bảo đây là may mắn. Tôi khẳng định với anh em luôn, sẽ vẫn có người bảo tôi là may mắn. Đấy. Hy vọng là anh em sẽ không nói thế. Tội lắm anh em ạ, tội lắm. Tầm này bây giờ nói chung ấy là AFK thì cũng thắng, nhưng mà để được cái giai đoạn này thì tôi đã phải cố gắng rất nhiều vào giai đoạn đầu game. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều vào giai đoạn giữa game, đúng không anh em? Không thể nói là cái thành quả như này là vì là may mắn được. Đã có rất nhiều cái cố gắng nỗ lực đấy anh em. Ok bạn ơi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thôi xong rồi anh em ạ, nhìn là biết rồi. Nhìn cái con rồng này nó đánh nó có tí đam vào đâu, nó có miếng đam vào đâu. Đẩy quả này xong là cũng phải 30 máu rồi anh em. Trời ơi anh em nhìn này. Ui, round 33 là kết thúc trận đấu.
Round 12, 32 thôi. 33 thì không thể anh em nhá. Round này chắc chắn là kết thúc rồi. Đối thủ biết là không thể nào có thể đỡ được, đối thủ quyết luôn rồi. Đấy anh em thấy chưa? Rõ ràng. Hay không anh em? Anh em thấy hay không? Anh em thấy hay anh em để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, anh em có thể đăng ký kênh để anh em xem những clip hay ho khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những cái đội hình siêu cấp tối thượng mà lâu lắm rồi tôi mới làm được anh em nhá. 6 Glacier kết hợp với 6 Exit. Nó mạnh đến cái cỡ như nào. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Siêu phẩm hay nhất trong tuần trước. Một cái trận đấu mà siêu lầy lội và có một cái cú flop cheat không tưởng luôn. Hay tuyệt vời, anh em xem đi nhá, hay lắm. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.